Trực tiếp bóng đá Futsal Việt Nam và Futsal Nga diễn ra vào lúc 21:30 ngày 22 tháng 9, vòng 1/8 World Cup 2021 trước đội tuyển Futsal Nga, một đối thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới, thì đội tuyển Futsal Việt Nam được cho là không có nhiều cơ hội để làm nên kỳ tích. Tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn có thể để lại một dấu ấn ở vòng 1/8. Tại vòng chung kết Futsal năm 2021, FIFA không cho phép đội tuyển Futsal Nga sử dụng tên gọi cũng như là quốc kỳ, quốc ca của mình. Lý do là bởi ngày 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Phòng chống doping thế giới đưa ra phán quyết cấm các vận động viên Nga tham dự các giải đấu tầm thế giới trong vòng 4 năm do những sai phạm có hệ thống liên quan đến việc sử dụng doping của các vận động viên nước này. Ở Futsal World Cup 2016, đội tuyển Việt Nam từng chạm trán với đội tuyển Nga. Khi đó thì đội bóng xứ Bạch Dương giành chiến thắng 7-0, trong khi đội hình tuyển Việt Nam dự Futsal World Cup 2021 vẫn còn 4 người từng gặp Nga cách đây 5 năm, gồm có Trần Văn Vũ, Phạm Đức Hòa, Lê Quốc Nam và Nguyễn Minh Chí, trong khi Nga vẫn còn 9 trên 14 cầu thủ. Đội tuyển Futsal Nga hiện đang xếp hạng 4 thế giới hơn tuyển Việt Nam 37 bậc và là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch vòng chung kết Futsal World Cup 2021 tính cả giải đấu năm nay. Futsal Nga đã 7 lần dự World Cup ở World Cup Futsal cách đây 5 năm. Họ đã đoạt ngôi Á quân sau khi thua Argentina 4-5 ở trận chung kết. Đội tuyển Nga có 3 cầu thủ trụ cột gốc Brazil gồm có Robinho, Iderlema, Romulo. Nga khép lại vòng bảng giải đấu năm nay với thành tích toàn thắng khi mà vượt qua Ai Cập với tỷ số 9-0, Uzbekistan 4-2 và Guatemala 4-1. Đội tuyển Việt Nam khép lại vòng bảng với trận thua 1-9 trước Brazil, thắng 3-2 trước Panama và hòa 1-1 trước đội tuyển Futsal Cộng hòa Séc. Thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang giành quyền vào vòng knock-out với tư cách là một trong 4 đội đứng đầu thứ 3 ở vòng bảng có thành tích tốt nhất. Ở vòng 1/8, đội tuyển Futsal Việt Nam không thể có sự phục vụ của Vũ Đức Tùng bởi vì chấn thương ở trận đấu gặp Cộng hòa Séc. Tuy nhiên thì huấn luyện viên Phạm Minh Giang vẫn chào đón sự trở lại sau án treo giò của đội trưởng Trần Văn Vũ. Quý vị và các bạn nhận định kết quả trận đấu này như thế nào? Chiến thắng sẽ thuộc về đội bóng nào? Tỷ số là bao nhiêu? Xin quý vị và các bạn đừng ngại ngần để lại bình luận ở phía dưới quý vị nhé. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video giúp chúng tôi và đừng ngại ngần ấn đăng ký, bấm chuông để ủng hộ cho kênh.